Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Ngươi nói nhảm, ta tận mắt nhìn thấy kim thân của Không Viễn đại sư chính là cuồn cuộn, tuyệt đối không thể nào là giả. Giả mồm. Để lão thí chủ chê cười rồi, việc xấu ở trong nhà không thể nào truyền ra ngoài. Sau khi chuyện này kết thúc, lão nạp nhất định là sẽ đích thân giải quyết hai người này, cho lão thí chủ một câu trả lời hài lòng. Mảnh bích nạc là lại không tự cho người. Phải. Ngươi có biết những mảnh bích nạc này, những mảnh bích nạc khác bây giờ đang ở đâu hay không? Không, không biết. Thật sự không biết. Nghĩ ra cũng phải, hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, sao có thể biết được tung tích của mảnh bích nạc? Sư phụ, đám hòa thượng này tên nào cũng yếu như sên. Con còn chưa sử dụng toàn lực đã không được rồi, chẳng qua chỉ là phạn hải mà thôi. Giết một mục tiêu nguyên thần kiếp cảnh, đoạt được 1.000 điểm công đức. Giết một mục tiêu nguyên thần kiếp cảnh, đạt được 1.000 điểm công đức. Đồ Nhi không phụ sứ mệnh, đã giết hết toàn bộ. Rất tốt, có điều. Có điều, tu hành Thanh Mộc Tông Pháp, kỵ nhất là tu luyện pháp môn khác. Sư phụ, Đồ Nhi chỉ là tò mò, ngứa ngáy khó chịu. Mới học địa độn chi thuật, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Sau này chuyên tâm tu hành Thanh Mộc Tông Pháp, đừng chân trong chân ngoài. Đồ Nhi tuân lệnh. Ai nói ma không thể thành Phật? Ai nói ma nhất định là tà ác? Bọn ta tận mắt nhìn thấy kim thân Phật Tổ. Thiến Tuyển Tự không sao rồi. Đa tạ cơ thí chủ đã ra tay giúp đỡ. Đa tạ cơ thí chủ ra tay giúp đỡ. Đoạt được sự thành kính, đại châu của 982 người, phần thưởng 9.820 điểm công đức. Hàng ngàn thanh âm gầy yếu không chịu nổi, thậm chí nghe cũng nghe không rõ. Tập hợp lại, âm thanh trở nên trầm mạnh, vang đội, có một loại khí thế không nói nên lời, còn có hy vọng sống sót sau cơn hoạn nạn. Bây giờ hồi tưởng lại, hình như lựa chọn ban đầu là đúng. Đừng nói lời thừa nữa. Lão Nam sẽ đi lấy Hắc Mộc Liên ngay. Sư phụ, chiêu Phật Thổ Kim Thân này của người thật khiến Đồ Nhi đại khai nhãn giới. Còn có chiêu Đại Vô Ý Ấn đó nữa. Trên trời dưới đất tuyệt đối có một không thứ hai. Mảnh vụn này, đừng cản đường của người. Đoạt được một mảnh Hắc Mộc Liên, hoàn thành nhiệm vụ thu lấy Hắc Mộc Liên, phần thưởng 1.500 điểm công đức. Ngươi không sợ chết hay sao? Chết có gì đáng sợ, lần trước khi tứ đại thần tăng tới, lão nạp đã hoài nghi ba người hư liễu có lòng làm loạn. Có điều lão nạp thật không ngờ họ lại dám to gan như vậy. Cố gắng ẩn giấu vết thương chính là vì đánh lừa bọn họ. Phải. Hắc Mộc Liên mà sư phụ không quản vất vả mà có được, mục đích chính là giúp mình đả thông khí hải. Hắc Mộc Liên giữ kỹ. Vâng. Mình nhất định là phải học tập chăm chỉ để tiến bộ mỗi ngày. Lão nạp thân là chủ trì của Thiên Tuyển Tự, nguyện dẫn dắt chúng đệ tử của Thiên Tuyển Tự quy phục Ma Thiên Các. Ma trung quy cũng không phải Phật, không cần phải như vậy. Thiên Tuyển Tự bây giờ một nắm già yếu bệnh tật, Hư Tĩnh Phương Trượng trọng thương như vậy, không có một khoảng thời gian cũng sẽ không thể nào hoàn toàn chữa khỏi. Những đệ tử trẻ tuổi khác khó gánh trọng trách. Ba người hư niệm, hư phàm, hư hải lại lâm trận làm phản. Chuyện này đối với Thiên Tuyển Tự chắc chắn là họa vô đơn chí. Cơ thí chủ, bây giờ Thiên Tuyển Tự đã không thể nào tranh chấp với những tự khác. Lần này đại công tử thất bại trở về, chắc chắn là ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, Tứ đại thần tăng của đại công tử đã không còn. Cường giả của đại công tử chỉ còn lại một mình Không Viễn. Người này cực kỳ cẩn thận, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới. Các chủ thể hiện thực lực mạnh, Phật Tổ Kim Thân rõ ràng như vậy, Vi Niễn chạy về chắc chắn sẽ biết.
Nói rất có đạo lý, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn không tới, mình sẽ có rất nhiều cách để thoát hiểm. Về nhà. Đa tạ cơ thí chủ đã chỉ điểm. Lão bát, đích thân tăng bốc như vậy, một chút dáng vẻ của đệ tử Ma Thiên Các cũng không có. Sư huynh thật sự là xấu hổ vì đệ. À sư phụ, người đợi đã, con sẽ lập tức đi chuẩn bị phi niễn, đảm bảo là bốn bề yên tĩnh. Dù thiên tuyển tự không cần phải phục tùng, nhưng mà có chuyện ngày hôm nay, tương lai nhất định là sẽ có tin đồn. Thiên tuyển tự càng ngày sẽ không thể nào đứng trung lập ở trong giới tu hành. Hậu quả này ngươi có từng nghĩ đến hay chưa? Trải qua chuyện này, lão nạp đã giác ngộ. Những chuyện này đã không còn quan trọng. Thiên tuyển tự từ nay về sau ẩn thế tu hành. Đi thôi. Đi thôi. Quán tự tại Bồ Tát, tu hành sâu trong Bát Nhã Ba La Mật một thời gian dài. Chiếu thấy ngũ uẩn đều trống không, độ qua tất cả khổ ách, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tử thị không, không tức thị sắc. Thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. A Di Đà Phật. Thị cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý. Vô sắc thái hương vị xúc pháp vô nhãn giới. Mẹ đọc chỗ này loạn vãi cứt à. Xá lợi tử. Thị trừ pháp, không tương bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, vô vô minh, diệt vô vô minh tận. Nãi trí vô não tử. Tôi đeo đọc chỗ này nữa. Con trai con nghe đi. Từng tiếng kinh văn vang dội trước Đại Hùng Bảo Điện, lúc thì trầm thấp, lúc lại vang dội, vang vọng toàn bộ thiên tuyển tự, từ thiên tuyển tự đến toàn bộ Thanh Nguyên Sơn. Đây là lễ tụng đối với khách cao nhất, đầu là cảm tạ kính nể nhất đối với Ma Thiên Các. Cha, nghe kinh văn phấn chấn như vậy, con đột nhiên muốn làm hòa thượng. Con trai, con hiểu, con khai khiếu rồi. Đi, hai chúng ta cùng đi. Tam Thế Chư Phật Ý Bàn Nhược Ba La Mật Đa Cố Đắc Đa Nậu Đa Na Tam Miểu Tam Bồ Đề Cố Chi Bàn Nhược Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhất Thiên Khố Chất Thực Bất Hư. Để đọc cái cháp này ngươi ngồi cúng vậy trời. Đám lừa chọc này tuy quá phế vật, nhưng ở trên phương diện nào đó cũng mạnh hơn nhiều so với Tịnh Minh Đạo Chính Nhất Đạo. Cũng có như người giữ gìn chữ tín. Một canh giờ sau, Ma Thiên Các trong mật thất. Tên Lục Châu, chủng tộc nhân tộc, tu vi Phản Hải Bát Mạch, điểm công đức 29.320, pháp thân Lục Hào Ly Hợp, thọ mệnh quần lại 5.955 ngày. Đạo cụ một kích chí mạng một mảnh, vô giả khải kích 2, chí mạnh cách đảng 7, lao lông thúc phược 4, luyện hóa phù 2, thẻ nghiệm đỉnh phong cơ thiên đạo 1, bạch trạch nghỉ ngơi hoàn thành, bệ ngạn, mảnh bích nạc 1, vũ khí vô danh, đa tình hoàn, chủ nhân diệt thiêm tâm, cần luyện hóa lại mới có thể sử dụng, trảm mệnh đao, phạn thiên năng, dương nợ ngân, công pháp tam quyển thiên thư. Điểm công đức 29.320. Không ngờ sự cúi đầu thành tính của chúng đệ tử của thiên tuyển tự còn được nhiều phần thưởng hơn nữa so với giết tứ đại thần tăng. Chỗ điểm công đức này muốn để mình hồi phục đến thời kỳ đỉnh cao còn lâu mới đủ, nhưng so với điểm số nghèo rớt mông tơi trước đây, đúng thật là quá giàu có. Phải tiêu thế nào đây? Thất tinh chuyển hồn mua 15.000, vẫn còn dư 10.000, rút phần thưởng. Lát sau. Có lẽ đây chính là sau khi kiếm bộn nhất, nhất định là phải lỗ to 60 lần, lãng phí 3.000 điểm công đức. Không trúng một lần nào cả, toàn bộ đều là cảm ơn đã chiếu cố. Quen rồi. Mua pháp thân thất tinh chuyển hồn. Đạt được pháp thân xuất tinh chuyển hồn, thất tinh chuyển hồn, xin hỏi có sử dụng hay không? Sử dụng. Sư phụ, có người bước vào thần đình cảnh,